nấm da đầu là một bệnh rất khó điều trị đó, nhưng mà nó rất là dễ lây bệnh. Những người nào mà bị nấm da đầu chúng ta đội nón chung với người đó thì chúng ta sẽ bị, và điều trị rất là khó khăn. Vậy thì hôm nay bà con nào biết được cái bài thuốc và xem được cái video này, có thể sử dụng xong chia sẻ cho người khác, bởi vì sau khi bà con mình sử dụng 3 ngày đã khỏi rồi. Hình ảnh của cái này chắc là bà con mình rất là quen thuộc rồi, bởi vì Lâm rất là ưu tiên và chia sẻ cho bà con mình nhiều tác dụng của loại cây này. Cây này thì rất là lớn tuổi rồi, bà con mình có thể quan sát ha. Đây, những cành lá của nó. Thân cây thì nó có những cái đường gân chạy dọc theo. Đây, gốc cây này. Cây này thì rễ của nó sẽ ăn thẳng xuống mặt đất luôn bà con. Ăn thẳng xuống mặt đất luôn. Hiếm khi mà nó ngang lắm. Đa số trên 95% là rễ nó ăn thẳng xuống mặt đất. Vậy thì toàn bộ cây này chúng ta sẽ sử dụng lá, thân và rễ của nó. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần rễ của nó là đa số, và các phần rễ của nó thì nó mang dược tính cao nhất. Rễ của cây này người ta được gọi là sâm alibat. Vậy thì bà con mình, một số người nào mà tìm hiểu về sâm alibat thì sẽ biết rất rành về loại cây này. Cây này người ta đặt cho nó một cái tên, đó là cây bá bệnh hay là cây bách bệnh. Tên trong y học của nó thì gọi là cây mặc nhân. Vậy thì hôm nay chúng ta tạm thời gác qua cái vấn đề mà rễ của nó, đúng không? Rễ của nó sử dụng làm thuốc thì có rất nhiều người chia sẻ rồi, và Lâm cũng đã chia sẻ rất nhiều video rồi. Nếu như bà con nào chưa biết cách dùng rễ của cây mặc nhân để làm thuốc thì có thể liên hệ với Lâm ha, hoặc là vào kênh của Lâm tìm video Lâm chia sẻ, rồi sau đó thì bà con mình biết cách sử dụng liền. Hôm nay thì Lâm chia sẻ cho bà con mình một bài thuốc mà ít người biết lắm, đó là bà con mình sử dụng những cái tàu lá như thế này nè. Đó, chúng ta hái luôn ha. Rồi đây, hái những tàu lá như thế này, chúng ta sẽ kết hợp với cây diệp hà châu, có nghĩa là cây chó đẻ răng cưa, cái dạng cây xanh đó bà con. Đó, mọi thứ một nắm nhỏ thôi. Bà con về, bà con mình rửa sạch đi. Sau đó thì chúng ta sẽ cho vào nồi, chúng ta đổ một cái lượng nước xăm xắp vào, chúng ta nấu. Khi nước nó sôi thì bà con mình nấu tiếp cho Lâm khoảng 5 phút nữa. Rồi sau đó thì bà con mình tắt bếp ha. Ở đây bà con mình có thể cho vào trong cái nồi nước này khoảng nửa muỗng ăn canh muối hạt. Đấy. Sau khi mà chúng ta nấu được cái nước này nó sôi rồi á, bà con mình chắc rây lọc lấy cái nước này ra để chúng ta điều trị cái chứng rơm sảy ở trẻ em và người lớn, rất là hay, sử dụng là hết. Vậy thì rơm sảy chúng ta sẽ có nhiều cách trị, đúng không bà con? Hôm nay không phải Lâm quay lại hình ảnh của cây mặc nhân hay là cây bá bệnh này để mà chia sẻ cho bà con mình bài thuốc trị rơm sảy không đâu. Bởi vì lá của cây mặc nhân này bà con mình kết hợp với cây diệp hà châu và một ít muối hạt thì chúng ta đã nấu ra được một cái bài thuốc để điều trị nấm da đầu. Đó. Người nào nấm da đầu thì dùng bài thuốc này 3 ngày sẽ khỏi. Ngày nào cũng dùng, chúng ta chỉ cần nấu nước, mỗi một loại một nắm nhỏ thôi. Đó, hai loại này và muối hạt kết hợp. Nấm da đầu là một bệnh rất khó điều trị. Đó. Nhưng mà nó rất là dễ lây bệnh. Những người nào mà bị nấm da đầu chúng ta đội nón chung với người đó thì chúng ta sẽ bị. Và điều trị rất là khó khăn. Vậy thì hôm nay bà con nào biết được cái bài thuốc và xem được cái video này, có thể sử dụng xong chia sẻ cho người khác, bởi vì sau khi bà con mình sử dụng 3 ngày đã khỏi rồi. Ha, rất là hay.
Nếu được nữa thì bà con mình tìm cho Lâm mấy cây đại bi á. Cây đại bi ha, cùng một nắm nhỏ kết hợp vô luôn. Hiệu quả sẽ tăng lên, tăng lên rất là nhiều lần. Rồi, bà con mình quan sát kỹ là ha, làm quay chi tiết về hình ảnh cái cây mặt nhân để cho bà con mình có thể biết được là cây mặt nhân hình thức ở ngoài tự nhiên nó như thế nào. Đây. Lá của nó thì không có lông nha bà con, lá láng. Tại vì có một số loài cây á nó cũng tương tự như thế này, nhưng mà lá của nó thì nó có lông. Có thể bà con sẽ nhầm lẫn. Về hình ảnh cây mặt nhân á thì về cách thức phân bố lá cũng như là hình ảnh cây thì làm sẽ cố gắng làm quay chi tiết như thế này để cho bà con mình quan sát ha. Đây, làm quay sát lại thân. Đó. Thân á nó có những cái đường chạy dọc theo thân như thế này. Đấy. Rồi. Lá của nó thì nó mọc từ thân ra luôn bà con. Cái tàu lá của nó là mọc từ thân ra luôn. Đấy. Sử dụng một nắm lá này. Ha, một nắm lá cây mặt nhân này, một nắm cây diệp hạ châu và một nắm cây đại bi, rồi thêm một chút muối vào, đổ nước vào nồi xăm xắp thôi, nấu cho sôi kỹ lên, lấy nước tắm. Kể cả những người mà mẩn ngứa ngoài da mà không biết rõ nguyên nhân á, bà con mình dùng cách này cũng khỏi. Còn việc rơm sảy thì một loại cây này cũng đã trị khỏi rồi. Riêng nấm da đầu thì dùng cách này hiệu quả rất nhanh. Chỉ cần sau 3 ngày bà con mình sẽ có kết quả. Rồi, bây giờ thì Lâm xin chào bà con. Lâm chúc bà con mình dùng bài thuốc có hiệu quả ha. Người nào dùng bài thuốc có hiệu quả thì có thể bình luận dưới video này. Lâm sẽ cảm ơn bà con. Và nhớ khi dùng những cái bài thuốc mà Lâm chia sẻ có hiệu quả thì hãy chia sẻ ra cho nhiều người biết. Chúng ta làm như thế sẽ có rất nhiều người sử dụng những bài thuốc đông y, giúp cho tất cả mọi người có thể đỡ tốn tiền, nhưng mà trị bệnh thì rất là đơn giản. Chúng ta không cần phải quá khó khăn trong cái việc tìm kiếm bài thuốc. Một cái việc đơn giản, bà con chỉ cần nhấn nút đăng ký kênh của Lâm và chọn cái biểu tượng chuông nhận tất cả thông báo. Hàng ngày vào 18:30 thì Lâm sẽ chia sẻ cho bà con mình những cái video nói về tác dụng của những loại thảo dược như thế này. Rồi, bây giờ thì Lâm xin chào tạm biệt. Trước khi tạm biệt thì Lâm chúc bà con mình mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, còn bây giờ thì Lâm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các bạn anh chị cũng như là các bạn mình trong những cái video tiếp theo.